thân mến, tổng biên tập Việt Báo Trần Lê Quỳnh Nga từ Hungary trở về đã kịp đến để dự trung thu với các cháu thiếu nhi. Đây là có sự hiện diện của đại sứ quán phó đại sứ đã có mặt ở đây cùng phó giám đốc trung tâm thương mại quốc dân Mỹ Minh Long Minh, chủ tịch hội Hải Phòng, phó chủ tịch hội Hải Phòng của hội Sen Vàng, rất là nhiều các hội có mặt ở đây cùng các cháu thiếu nhi để đón Tết trung thu hàng năm. Và loa xin mời các bậc phụ huynh và mọi người hãy cho các cháu đến sân ngay. Ban tổ chức chúng tôi đã chuẩn bị hàng rất nhiều phần quà, hơn 2.000 phần quà sẽ được trao cho các cháu ở đây, và đặc biệt là đến để thưởng thức các tiết mục văn nghệ rất là hấp dẫn. Xin mời các cháu nha. Và năm sẽ với Quỳnh Nga kết thúc giải bằng kết thúc mùa trung thu bằng bài hát Rước Đèn Sao. Liệt chào đón các vị khách quý, các cháu thanh thiếu niên nhi đồng cùng toàn thể bà con cộng đồng đã tới dự đón Tết Trung thu cổ truyền của Việt Nam tại Berlin ngày hôm nay. Và ngay sau đây sẽ là tiết mục mở màn cho chương trình văn nghệ của buổi lễ Trung thu ngày hôm nay, một tiết mục đặc biệt do dàn nhạc dân của quận Lichtenberg đưa tới gửi tặng chương trình. Tiết mục sẽ là sự kết hợp giữa các nhạc cụ dân tộc cổ truyền như sáo, đàn bầu, đàn tranh cùng với sự dẫn dắt của thầy Mạnh Hùng và cô Phương Hoa. Xin một tràng vỗ tay thật to dành cho tiết mục đàn nhạc dân tộc cổ truyền ạ.
để dành cho các cháu này, và còn có nhiều các trò chơi lý thú này, còn có cả nơi để cho các cháu chạy nhảy vui vẻ này. Và ban tổ chức đã có đội bảo vệ rất là oách, toàn là các chủ tịch của các hội đoàn, phó chủ tịch các hội đoàn, rồi thì là rất là nhiệt huyết, và năm nào cũng thế, ban tổ chức rất là nhiệt huyết để vì tương lai con em chúng ta, vì các cháu, nên là các bậc phụ huynh ơi, hãy cho con em của mình ra đây nhá, để chúng ta cùng chung vui, cùng nói tiếng Việt, cùng giao lưu với các bạn nào. Vâng, thưa quý vị thân mến, xin mời tất cả quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cảm ơn tiết mục đặc sắc vừa rồi được không quý vị ơi. Kính thưa tất cả quý vị và tất cả các em thiếu nhi thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp theo hướng ánh mắt của mình lên sân khấu để cùng tiếp tục thưởng thức một tiết mục đặc sắc tiếp theo. Xin được mời tất cả các em thiếu nhi cùng với tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng ánh mắt của mình lên sân khấu để tiếp tục theo dõi một tiết mục đặc sắc ngày hôm nay. Xin mời.
chúng ta thấy là có rất nhiều các cô, các chú, các bác ở đây năm nào ủng hộ cho các cháu, đó là một trong những người ủng hộ cho các cháu, đó là nghệ sĩ ca sĩ Quang Ngọ này, cũng đến đây để chuẩn bị trang âm cho các cháu và cùng với ban tổ chức để tổ chức cho một cái chương trình rất là vui, không thiếu các hội đoàn nào ở Berlin. Kính thưa tất cả quý vị và tất cả các em thiếu nhi thân mến, chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã biết Tết Trung Thu hay còn gọi là lễ hội trăng rằm đã có được tổ chức hàng ngàn năm nay vào mỗi dịp rằm tháng 8 âm lịch. Và cho dù chúng ta đang ở bất cứ phương trời nào, đất nước nào thì truyền thống đặc biệt này vẫn được duy trì cho đến tận ngày hôm nay. Và ngày hôm nay để cùng chung vui không khí lễ hội Tết Trung Thu 2023, và cho phép tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các quý vị khách quý có mặt trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của ông Chu Đức Tuấn, Phó Đại sứ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Và rất là vinh dự, trân trọng cảm ơn có sự hiện diện của các ông các bà đại diện Trung tâm Thương mại Đồng Xuân Berlin. Và xin được trân trọng cảm ơn có sự hiện diện của các sư thầy, các ông bà lãnh đạo của các hội đoàn và các ông bà đại diện cho các doanh nghiệp, các nhà tài trợ hảo tâm. Và đặc biệt là xin được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các phóng viên đài báo Thông tấn xã Việt báo.de, Báo Người Việt.de, Tuổi Trẻ Online, Việt Đức.de, VTV4. Và chúng ta hãy nhiệt liệt chào mừng với sự góp mặt của các bạn thiếu nhi đến từ Berlin, các thành phố lân cận và toàn thể khán giả tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân ngày hôm nay. Sau đây chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Đồng Mát, trưởng ban tổ chức Tết Trung Thu 2023 bước lên sân khấu và chính thức mở lời khai mạc cho buổi lễ của chúng ta ngày hôm nay. Ban chúng tôi xin được kính chào tất cả các quý khách quý và toàn thể bà con. Kính thưa Ngài Phó Đại sứ Chu Tuấn Đức, thưa các vị khách quý, thưa các vị đại biểu, thưa bà con cộng đồng cùng các cháu thanh thiếu niên nhi đồng thân mến. Sehr geehrte Herr Vertretender Botschafter von Chu Tuấn Đức, liebe Gäste, liebe Gemeindeverwandten und Enkel kleinen Kinder. Ban tổ chức Trung Thu năm 2023 xin được nhiệt liệt chào đón các vị khách quý, các cháu thanh thiếu niên nhi đồng, toàn thể cộng đồng bà con đến dự Tết Trung Thu năm 2023 ngày hôm nay, lễ trăng rằm cổ truyền của Việt Nam, tổ quốc thân yêu của chúng ta. Chắc chắn nhiều người đã biết Tết Trung Thu năm nay còn được gọi là lễ rằm, lễ hội trăng rằm hay là rằm tháng 8, đã được các bậc tiền bối tổ chức hàng ngàn năm nay trước dành cho các cháu thanh thiếu niên nhi đồng phát huy truyền thống đặc biệt quan tâm của các thế hệ với các bạn trẻ, các hội đoàn, các câu lạc bộ doanh nghiệp tại Berlin đã chung tay tổ chức Tết các cháu cho các cháu nhiều năm nay. Mit der Auto Festival Organisation von Mitte im Jahr 2023 freuen uns, die Kinder, Jugendliche und alle Mitglieder der Gemeinschaft zu begrüßen. Besucht den traditionellen Mondfest Vietnam, unser geliebtes Vaterland uns heute. Sicherlich sehen wir es mit dem Autofestival, das aus als Full-Mond-Festival im August seit bekannt, eure Vorgänger tausende von Jahren wurden von nur vertraut kleine Kinder für die Kinderstadt, haben neue traditionell ist junge Kinder, sind es zu diesem Zeitpunkt immer die Kinder, die auf Aufmerksamkeit der Eltern freuen uns. Für Erwachsene ist aber ein bisschen kleines Geschenk zur Neigung Vater zu sagen Preise. Die Aufmerksamkeit des Botschaftereinheit, Triotalien, Sponsor, Verbände, Hilfe von großzügigen Spenden. Đây là một sự kiện mang tính chất truyền thống nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc với mong muốn truyền bá nét văn hóa phong tục tập quán dân gian về Tết
cho thanh thiếu niên nhi đồng ở nước ngoài cũng như ở trong nước. Trong ngày Tết Trung Thu hôm nay, các cháu thanh thiếu niên nhi đồng chúng ta sinh ra lớn lên tại Hòa Liên bang Đức sẽ được thưởng thức những chương trình văn nghệ đặc biệt, trò chơi dân gian bổ ích, lý thú và những món quà nhỏ có ý nghĩa rất ấn tượng để các cháu ghi nhớ đến cội nguồn truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam của mình. Các sẽ cho nhận được một lời chúc mừng tình cảm đằm thắm sự quan tâm của thế hệ trẻ cán bộ đại sứ quán và ban tổ chức cùng đại diện các hội đồng bố mẹ. Vor allem die Dynamik des Attachés, die Verwaltungsrats ihrem Onkel in Berlin und anderen Bereichen, die Umgebung seit Jahren jugendliche Kinder ihre eigene Neujahrstag bekommen, anlässlich des 8. Monatsmol seit dem Vollmondjahre in der Bundesrepublik Deutschland. Dieser ist ein traditionelles Ereignis, um die nationale kulturelle Identität für die jungen Menschen in Vietnam zu bewahren. Để thể hiện lòng biết ơn, tôi đề nghị các cháu thanh thiếu nhi, quý đại biểu bà con hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật to. Um meinen dankbaren Enkelvorschlag und den Lichter zum Ausdruck bringen, die Delegierten, die Landwirte nehmen einen lauten Applaus. Will ich Grußkriege im Russenstaat, danke Führer von Verbänden, Botschafter, danke die Finanzierung, die Organisatoren, danke in besonderer die Seelische Festival. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin được chân thành cảm ơn ông Nguyễn Văn Hiền, người luôn quan tâm hoạt động của cộng đồng chúng ta vượt qua các thế hệ trẻ tương lai của gia đình và sự phát triển bền vững của xã hội chúng ta tại Quảng Nam Đức và luôn là những doanh nghiệp tài trợ lớn nhất cho lễ hội Trung Thu hàng năm chúng ta. Thay mặt ban tổ chức Trung Thu năm 2023, tôi xin được tuyên bố lễ hội Trung Thu năm 2023 bắt đầu. Im Auftrag des Festival Organisationskomitee würde ich mich Herrn Nguyễn Văn Hiền zu danken, die in Community Aktivitäten interessiert sind, einschließlich der jüngeren Generation, die Zukunft seiner Familie und die nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft und im Namen des Organisationskomitees 2023 Mitte-Autumn-Festival ankündige ich das Mitte-Autumn-Festival im Jahr 2023 begann. Kính chúc sức khỏe các vị khách quý, bà con cộng đồng, các cháu thanh thiếu nhi có mặt trong ngày lễ Tết hôm nay. Kính chúc cho buổi Tết đón Tết Trung Thu hôm nay thành công, tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn. Wir wünschen Ihnen Gesundheit, der die Lieden Gemeinde bauen, Kinder, Jugendliche, Anwesenheit von Mondfest 2023. Wir wünschen euch viel Erfolg und Freude. Danke. Xin cảm ơn bài diễn văn khai mạc buổi lễ của ông Nguyễn Đồng Mác. Và tiếp nối chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ngài đại sứ Chu Tuấn Đức, đại diện cho đại sứ quán nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời phó đại sứ Chu Tuấn Đức, đại diện cho đại sứ quán Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Berlin lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin được trân trọng kính mời. Thưa anh Mark, trưởng ban tổ chức, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các vị phụ huynh và xin chào toàn thể các cháu thanh thiếu niên đi đầu đến dự buổi lễ ngày hôm nay ạ. Hôm nay tôi rất là vui và xúc động được lần thứ hai đến tham gia Tết Trung Thu tổ chức tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân. Thì tôi thấy rằng là đây là một cái dịp rất là quan trọng và chúng ta vẫn giữ được cái nét truyền thống văn hóa rất là tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đó là luôn quan tâm, luôn chăm sóc cái thế hệ tương lai của cộng đồng người Việt Nam chúng ta tại đây. Đó chính là các cháu đang có mặt tại cái buổi lễ ngày hôm nay. Và tôi nghĩ rằng là tôi rất là mong muốn rằng là các cháu sau này khi mà lớn lên thì không những là trở thành những cái công dân tốt, không những thành công trong cuộc sống, thành công trong sự nghiệp, mà vẫn làm sao mình vẫn tự hào được mình là người Việt Nam, mình vẫn có được những cái nét văn hóa Việt Nam và mình có thể đóng góp cái nét văn hóa đấy vào trong cái văn hóa của nước Đức, để chúng ta làm đa dạng thêm một cái nền văn hóa trong cái văn hóa của nước Đức hiện nay.
và tôi xin chúc cho tất cả các cháu những cái thế hệ tương lai của cộng đồng người Việt và Cộng hòa Liên bang Đức có một cái cuộc sống an bình, hạnh phúc, phát triển tốt trên cái quê hương thứ hai và tiếp tục làm cái cầu nối giữa Việt Nam và Đức. Cũng nhân đây cũng xin cảm ơn Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đã rất là luôn quan tâm hỗ trợ, nhất là tổ chức những cái sự kiện rất là ý nghĩa cho các cháu tại đây, và mong muốn rằng là Trung tâm Thương mại Đồng Xuân sẽ tiếp tục phát huy, sẽ tiếp tục tổ chức được nhiều cái sự kiện mang ý nghĩa như vậy cho cái cộng đồng người Việt và đặc biệt là cho những cái thế hệ tương lai của người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức. Xin cảm ơn. Xin được rất là cảm ơn ngài phó đại sứ.
Xin cảm ơn các bé đến hồi Thiện Từ Tâm đã dành tặng cho khán giả một tiết mục rất ấn tượng để mở màn chương trình văn nghệ ngày hôm nay. Xin được cảm ơn các con rất là nhiều. Kính thưa quý vị, và sau đây Việt Tiến xin được trân trọng giới thiệu, kính mời ông Nguyễn Ngọc Tấn, Phó Ban Tổ chức Lễ hội Trung Thu năm 2023 sẽ lên sân khấu phát biểu và báo cáo tài chính cũng như gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ chính cho buổi lễ chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Dạ vâng, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa đại diện tất cả các hội đoàn, kính thưa các bậc phụ huynh cùng tất cả các cháu thiếu nhi nhi đồng tại Berlin và các thành phố lân cận có mặt đêm ngày Trung Thu năm nay, xin chúc mừng. Dạ vâng, để có được một ngày Trung Thu hoành tráng cho các cháu, để nối tiếp truyền thống vẻ vang của đất nước Việt Nam muôn ngàn đời về Trung Thu, tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của Đại sứ quán nước Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Cảm ơn Trung tâm Thương mại Đồng Xuân đã nhiều năm nay đồng hành cùng tất cả các hội đoàn và bà con cộng đồng chúng ta tạo nên một ngày Trung Thu cho các cháu thật là hoành tráng. Xin chào bố tay. Qua đây có một ngày Trung Thu, tôi thay mặt ban tài chính của lễ hội Trung Thu năm nay cảm ơn tất cả các hội đoàn. Tôi xin nêu danh từng hội đoàn để chúng ta lưu ý. Thứ nhất, Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức, Trung tâm Thương mại Đồng Xuân, Hội người Hà Nội tại Cộng hòa Liên bang Đức, Hội người Hải Phòng, Hội người Nam Định, Hội đồng hương Hải Dương, Hội đồng hương Bắc Giang, Hội đồng hương Thái Bình, Hội đồng hương Thanh Hóa, Hội đồng hương Ninh Bình, Hội đồng hương Hà Tĩnh, Hội đồng hương Nghệ An, Hội đồng hương Quảng Bình, Hội đồng hương Quảng Trị, Hội đồng hương Quảng Nam Đà Nẵng, Hội Tân Trào tại Cộng hòa Liên bang Đức, Hội cựu chiến binh Bắc Linh và Lan Anh Phúc, Hội phụ nữ Đồng Xuân, Hội từ thiện Sen Vàng, Hội phụ nữ Hà Tĩnh, Hội phụ nữ Quảng Bình, Phật tử chùa Phổ Đà, Hội thiện Từ Tâm, Hội Hội Mậu Thân 68 Cộng hòa Liên bang Đức, Ban nhạc Huế Đằng Bầu, Ban nhạc Thế Hùng Có Bút và cuối cùng Hội người cao tuổi. Đó là những hội đoàn đã chung tay đóng góp xây dựng một ngày Trung Thu tân bé hôm nay. Và qua đây tất cả các doanh nghiệp cũng ủng hộ, tôi sẽ ghi tên trong này. Thời gian không có, xin mời các anh lưu ý và đọc cho có tên trong đó, ủng hộ nhiệt tình để có buổi Trung Thu thật hoành tráng. Thay mặt ban tổ chức, ban tài chính cảm ơn phụ huynh, cảm ơn quý vị đại biểu và cảm ơn các cháu có mặt đông đủ hôm nay. Chúc các cháu một năm Trung Thu hạnh phúc, khỏe mạnh và nhận được túi quà rất đặc biệt của ban tổ chức dành cho các cháu. Xin mời. Vâng, kính thưa tất cả các em thiếu nhi và tất cả quý vị thân mến, để có một buổi lễ Trung Thu như ngày hôm nay thì chúng ta cần rất nhiều công sức đóng góp của những lòng hảo tâm của các nhà tài trợ chương trình. Một lần nữa, chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn gửi tới các nhà tài trợ chúng ta chương trình ngày hôm nay, được không quý vị ơi? Và ngay bây giờ chắc hẳn là trong chúng ta đã có rất nhiều người biết đến, đã có dịp được thưởng thức dòng ca của bé Ngọc Thảo, ca sĩ nhí rất ấn tượng với chương trình The Voice Germany. Vâng, thưa quý vị, và ngay bây giờ cho buổi lễ ngày hôm nay, chúng ta lại một lần nữa được thưởng thức dòng ca đầy tài năng triển vọng của bé Ngọc Thảo. Một tràng vỗ tay thật lớn được không quý vị ơi? Con là học trò của thầy Dương Trang Ngọc Sơn và tôi xin hát
và đi chơi từ đó. Cảm ơn.
Give me that.